Rồi các bạn nhé, lên xin hướng dẫn các bạn cách Calama để tác nhận được 10 đồng token XTETF. Thì một số thông tin về đồng token này, số tổng phương phát hành chỉ còn rất ít, có 500 ngàn thôi. Số tài khoản holder là 1.280 địa chỉ và đã phát sinh 4.374 đồng các bạn nhé. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website Calama.net cho nhất, đừng truy cập website được mình để dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước hơi dễ chơi, hai website cho mình để một cái sắp các bạn có thể sử dụng nút copy trên tắt nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví phút đầu đất các bạn nhé. Các bạn thêm được cái token vào ví cho mình nhé. Nhất tiếp theo, nhất thêm token. Sau khi đã thêm được cái token vào ví, các bạn quay trở lại website của Calama.net. Khi tập vào bước 2 để nhận token nhé. Do cái website này có băng thông của nó chậm, mình đã thử lần rồi nhưng mà nó quay hơi chậm, và các bạn cố gắng trả nó lát nhé. Rồi sau khi đã ra vào giao diện chính từ đây là cái phần để các bạn trả lam nhé. Và nếu mà bạn muốn mua thì là phần dưới này, nhưng thấp nhất là 0.01 BND đó. Rồi thì bạn nhấp vào đây cho Lam Adorat cũng giúp mình nhé. Các bạn hãy cố gắng chờ đợi giúp mình nhé. Đây là JS này. JS này chứa trên một cái server nào đó là nó chậm. Yeah. Các bạn trong thời gian chờ đợi thì các bạn hãy thường xuyên theo dõi cái website của Lama đó đó chính nhất nhé, để vào đây cập nhật những cái dự án miễn phí phần thưởng các phần mới nhất cập nhật lên trên web hàng ngày nhé. Đừng nên bỏ lỡ bất kỳ một cái cơ hội nào hãy thích cho một ít một khoản vốn đỏ để đầu tư cho cái những cái dự án miễn phí phần thưởng các phần này để chờ cơ hội nhiều lần chờ phản đối khác nhé. Rồi nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch các sàn ba lần Temetolo MXC OPEC Hub và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Để không mất thời gian làm cho các bạn chờ đợi thì đây đã được vào đây thì các bạn nhấp vào Adotop nhé. Nó sẽ hiển thị ra cái bảng hiển thị đấy, cái ghi ra là 0.005848 BND thì các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Và cái web này rất là khó chịu, nó web nano. Rồi giao dịch đang được xử lý đây. Do cái đẳng cấp này nó cho mình là nó ít, tâm ra là nhiều người vào giao dịch cùng một lúc đấy, thì trong mỗi ngày đã có lên đến 4.374 lượt giao dịch, đã có hơn 1.000 chủ sở hữu. Đồng này tổng cung một số của nó nhỏ lắm, là khả năng là nhiều bạn là còn làm mà mua. Các bạn lưu ý đối với cái cột bên cánh tay trái là cái cột Adotop đặc biệt đây, các là cái dự những cái dự án sắp kết thúc của các bạn khi tham gia thì các bạn hãy vào đây để cố gắng tham gia chứ đừng bỏ lỡ cái cơ hội là để miễn phí những cái cơ hội miễn phí phải rất cần là trả nhé, để không bỏ lỡ những cái cơ hội thì sau này đã phải hối tiếc. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được 10 đồng
XTH. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể tính video mới nhất nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.